một chuyện ngắn của Nguyễn Thị Tuệ với nhan đề 7 ngày trong đời. Mai anh đi mấy giờ? Lộ hỏi. 4 giờ sáng, bé tí à? Sánh ôm lấy lụa, người ớn lạnh, xương răng răng tím đỏ mặt hồ. Chiều tạm, ngày chớm đông lạnh tê phía thành phố đèn nháy sáng như sao rơi trên đầu trăng mông bốn mọc theo đành cả bầu trời có mỗi vì sao hôm đi xa nhớ em không lụa nhìn sánh mắt hoe đỏ hơn cả nhớ đất hà nội này còn có mình em là thân thiết sánh nhìn ra xa không có gió nhưng lại lạnh hơi lạnh trong không khí hơi lạnh dâng lên từ mặt hồ lan tỏa quần áo anh đâu cả tiền đi đường nữa lụa hỏi đàn ông đơn giản lắm lính mà chỉ cần nắm lá sung và rúm muối là lùa được mấy bát cơm đấy là thời chiến còn bây giờ hòa bình lâu rồi lụa nói khẽ dùng mình em lạnh à Vâng, lụa ôm ngực, ho khan. Sánh vòng tay ôm cô chặt hơn, cả hai ngã rúi xuống bãi cỏ. Bên họ, vò hộp bia, Coca-Cola và những vò bao thuốc ngoại vương vãi. Trước đó, chắc vừa có một cuộc chơi ở chỗ này. Hai người chìm đi trong nhau. Lụa khóc. Có ai ở bên cạnh, sao em buồn? em nghĩ đến sự chia tay ngày mai đàn ông đi xa như thuyền gặp gió bao sự mới mẻ chờ đợi trước mặt em ở lại một mình quanh quần góc nhà xó so bếp sánh vội áp đôi môi mình lên đôi môi mấp máy của lụa cả hai lại chìm đi trăng lên cong vút và kêu bạc ở góc trời tối rồi có cảm giác tiếng sương rơi thảng thốt trong buổi chiều tàn. Anh xong việc, tìm em ở đâu? Lúc nào em cũng ở nhà và chờ anh quay về. Tiếng những đồ hộp va loàng xoàng khi chân lụa đạp phải. Em có đau không? Sánh thầm thì nhìn vào ngực lụa. Bên vú trắng xanh của lụa, một vết hằn của răng cắn, sâu hóa. Không, không đau Lộ rên gì Ừ Khi yêu đau đớn cũng là hạnh phúc Sánh thì thầm Sánh chợt ôm đầu Mắt đờ dại đi trong thoáng chốc Anh cúi gầm xuống Anh sao thế Lộ hỏi Anh bị choáng Thỉnh thoảng nghe trái gió trời trời Nó vẫn thế Hôm nào đau đầu quá Có cảm giác mắt lôi ra khỏi mặt. Anh bị lạnh rồi. Về thôi. Nếu em muốn tìm anh thì sao? Để anh nhớ xem chỗ nào có thể đến được nhé. À, có một chỗ là nhà cậu bạn anh. Nó là thương binh, hỏng mắt rồi. Bây giờ đang ở trong tổ vót tâm. Anh sẽ đưa địa chỉ cho em. Nhưng phải cần lắm mới được tìm. Còn chỉ về nhớ anh thì không được tìm em nhé khó hiểu quá nhưng bất chợt em muốn gặp anh cũng không được à lụa hỏi cũng không sánh tiếp tục ôm chặt đầu hơn người anh rung rung thế cũng được em tin anh em chờ anh xong việc và tìm em lụa nói giọng hơi lành lạnh ngoan lắm nghe anh nhé anh sẽ quay về tối thui và họ chui bờ rào để về. Đấy là một biệt thự nhỏ ven hồ. Ngày nghỉ, những đôi trai gái đến đây để vui chơi, giải trí, nhà lụa cách biệt thự cái hàng rào găng. Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu tại sao lại tin và yêu anh. Nhanh như chớp mắt ấy. Do số phận hết, ông trời đã định và mình thì làm đúng ý trời. Sánh hơi cười nhưng khuôn mặt anh có vẻ đau đớn lắm hâm ở đâu ấy lúc nào cũng số phận như ông cụ non thử hỏi nếu nhà em không bị bão làm sập cái mái bếp thì anh có việc gì để đến giúp nào ừ thì mong trời phùng mang trợn mép thổi bay cái mái bếp nên anh mới có việc làm chứ chẳng lẽ anh cứ tự nhiên phầm phầm lao vào nhà em để phá nhà em và cướp em đi chắc có lẽ là số phận thật bật giáp lụa thờ dài khe khẽ. Hình như anh đã nghe thấy bài hát này ở một góc cánh rừng trụi lá, bên một con suối nhỏ trong vắt. Tiếng chim tu huyết xa xa. Thằng bé cùng đơn vị vừa huyết sáo vừa bắt kíp mìn. Rồi nó thổi lửa. Anh trở thấy người giã ra. Anh biết là mình đuối sức rồi. Mặt trời trói gắt trên cao. Anh nằm trong võng. Chiếc chăn trùm qua mặt. Anh ngắm nghía những giọt nắng nhí nhách rơi qua lỗ thùng của tăng. Bỗng tiếng mìn nổ. Anh cảm thấy đấy là tiếng mìn nổ trên cạn, chứ không bục một cái như ở dưới nước trong những lần anh đi đánh cá. Tiếng nổ đanh, khô khốc. Anh vùng dậy, tụt ra khỏi võng và chạy về phía ấy. Thằng bé đang quằn quại dưới đất, hai bàn tay nát máu. Rồi đêm xuống anh chợt nhớ ra tình cảnh của mình lá thư của cô út đuổi theo anh suốt chặng đường hành quân hôm qua thằng thàn cùng quê đã nằm lại trên khoảnh đất cao cao góc rừng một mảnh đạn bay qua và ở lại trong thái dương đã mang đi cuộc sống của nó bố anh mất được hai năm thì bây giờ đến mẹ cô em theo chồng về quê sinh sống căn nhà ngói cũ kỹ bán rồi vì anh đi chưa hẹn ngày về đại khái bây giờ bỗng nhiên anh trở thành người vô sản mưa ở phía núi tất tật mọi thứ đều quằn quại trong gió thét lòng anh bút đắng lạnh ngắt cứ mỗi ngày qua đi anh lại tự tôi luyện cho mình khả năng chịu đựng sự đau khổ thế mới hay con người nó giống sợi dây chun kéo mãi cũng được và co lại cũng xong anh thì bị kéo đến bao giờ mưa tại qua màng tăng lỗ chỗ trăng nhỏ giọt xuống anh trăng cao vời vợi cô độc nghiêm trang ngày giải phóng đến gần anh tự cảm thấy mình là kẻ không thức thời có kẻ đến và đi khỏi cuộc chiến khéo léo và khôn ngoan anh chạy vào và họ chạy ra vinh quang và may mắn đến với họ sớm còn anh thì không nhiều lúc anh bỗng cảm thấy mình giống một thằng cu cởi chuồng chạy lông nhông trên đường phố. Không nhà, không người thân, người yêu xưa đã lấy chồng. Thoát chè đấy, lại thoát già đấy, mà anh thì không hiểu ra thế nào nữa. Rời quân ngũ, anh vẫn theo con đường ấy để đi về nhà, dù biết chẳng còn gì. Nhưng cái thói quen dẫn chân anh đến, con đường sống trâu bụi lầm, sao xác tiếng gà gáy trưa, heo hút vắng, Căn nhà ngói cũ ngày xưa nay đã đỏ tươi Vôi quét lại màu xanh ngay ngái Gà lợn đuổi nhau nhung nhăng Cả mèo và chó nữa Vài con ngan lạch bạch và trịnh trọng đi lại trong sân Anh chợt nhớ đến mẹ Nỗi nhớ nôn nao Mẹ thèm được cuộc sống thế kia lắm Ngày trước khi mẹ còn sống Lúc nào cũng Tao thích có đàn gà ấp Có vài con lợn giống và dăm ba con ngan ít rau rền rau ngót nhưng đến khi về với đất mẹ cũng không làm được cái ước mơ con con của mình những đứa trẻ con nhỏ nhem lê la gặm mía cả vò ở góc nhà một hai người đàn ông ra đò sậm như dân trài lưới đi ra đi vào anh dừng lại lơ ngơ đứng giữa ngôi nhà của mình cái giếng vẫn thế hàng dậu vẫn nguyên chỉ có người là không phải của mình nữa rồi có một cái gì lạ trong lòng lụa. Ngực cô mây mẩy hơn, phía bên phải của bụng cô có cái gì đó mà ngày càng cứng cứng. Có mang rồi, mà sánh thì đi từ hôm ấy chưa về. Một đêm kinh hãi trôi qua khi lụa biết rằng nó ở trong mình. Buổi sáng cô lao ra đường, biết sẽ chẳng thấy anh nhưng cô vẫn tìm. Những khuôn mặt trôi qua cô mờ mịt như khói phun Mắt mũi loe nhoe Nhạt thích Lụa lại quay về nhà Lần khuất như cái bóng Mẹ bảo bố Dạo này con lụa thế nào ấy Tôi nghi lắm ông ạ à. Bố gầm gừ Nghi là thế nào Còn là nó bảo tôi Hình như chị lụa ảnh bụng ra rồi Toàn thấy ăn khế chua và chanh cả quà thôi Mẹ cãi Ảnh là ảnh thế nào nó không đi chơi đêm không yêu đương thằng nào có mà chửa với bò à ngày xưa mẹ tôi bảo không được phơi quần áo cạnh chuồng bò chửa ngay bố cười ba lợm khẩm giả rồi còn huyên thuyên mai lôi nó ra hỏi là xong ngay trốn đi đâu được lụa đứng dậy và chui bờ rào sang bên kia mặt hồ dìu dịu tiếng cá quẫy anh bảo cá vật đẻ lụa hỏi vật đè là gì anh cười mai kia em đẻ cũng sẽ vật như nó khắc biết anh và lụa luôn mồm nói chuyện với nhau luôn hỏi và luôn trả lời chả đâu vào đâu nhưng không bao giờ hết chuyện lụa bảo người gì mà gian hôn lâu không thờ được anh cười anh vốn gian từ bé có lúc nhờ mình gian mà khối người được nhờ Ngày còn ở lính, tất cả đều thèm thuốc mà không có. Chỉ hy vọng khi có đoàn lính mới to te nào hành quân ngang qua là gặp nhau. Thôi thì đủ chuyện, ai đồng hương thì nhận, ai cùng quê thì mừng. Em không hình dung được bọn anh sung sướng thế nào mỗi khi gặp được một người cùng quê với mình ở nơi khỉ ho có gáy đâu. Được mùa không? Nhà có gì mới không? Cứ thế mà hỏi thôi, rồi xin thuốc lao để hút anh toàn làm chân xin thuốc mồm nói mắt tít lên cười tay thì vê thuốc thật lực làm sao vê chặt lại cho vào rít một hơi rồi thì ra ngay vê luôn điếu khác làm sao để đối phương không tập trung vào việc mình hút thuốc sao lại phải thế lụa hỏi chẳng nhẽ chia tay xin chúng nó cũng có nhiều đâu phải làm thế để khi chúng nó đi mình nhặt lại những bã cũ cạo cạo bên ngoài đi, lấy cái ruột còn nguyên bên trong ra, hút lại. Thế bây giờ, anh mơ cái gì nhất? Lộ hỏi. Em là vợ anh, chúng mình sẽ có những đứa con thật ngoan. Muốn có một công việc tử tế, có sức khỏe, anh sẽ lôi những thằng bạn cùng quân ngũ về làm việc với nó. Tội nghiệp, mỗi đứa một phương lơ ngơ giữa đời. Thế thôi. Lụa chợt giật mình với tiếng mẹ gọi bên hàng rào Giọng nghiên nghiến Lụa chui về Phía sau cô Vì vút tiếng cước của chiếc cần câu cá Được người câu tồi giật nhanh Ông bố lại uống rượu Ông ngồi co chân trên cái sạp lim ở góc nhà Mồm ông chip chip Mút miếng mực khô nướng cháy Lụa Vào đây bố bảo Lụa luống cuống lại gần Cô hiểu đã đến lúc không giấu nổi mọi chuyện được nữa rồi. Cô cảm giác về mình sắp nổ tung ra vì sợ hãi. Con ngồi xuống kia. Bố chỉ tay về góc sập. Im lặng. Lụa nghe tiếng lá rụng phía sau vườn. Rất ít khi bố nói chuyện nghiêm trời bố bố con con với lụa. Thường thì mày tao hoặc gọi tên. Bố từng bảo lụa nếu hai người đàn ông chơi với nhau. Gọi mày mày tao tao là tử tế nhất Không thì ông ông tôi tôi cũng được Gọi xưng tôi là hơi gay 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 tí nữa là thưa anh Tôi thế này tôi thế nọ Con có biết Ở đời ta có nhiều kiểu chết không Giọng bố từ tốn Ngâm ngợi ra điều tâm đắc lắm Cái ông này Cứ hay nói quần ai chẳng biết lại con hỏi sống mỗi người mỗi nếp chết mỗi người mỗi tật mẹ giết gióng bà đừng có xen vào chuyện của hai bố con tôi có chết vùi tai nạn hay bệnh tật tôi không kể đây là bố muốn nói với con là người ta hay chết về những tham vọng hay đam mê thấp kém ví dụ có những kẻ chết vì tiền chết vì tiền là cái chết buồn phiền ô ông này Quay ra làm thơ từ bao giờ thế? Mẹ ngạc nhiên. Bố thì không chết vì tiền. Ông chết vì cái gì? Mẹ hỏi. Lụa lại nhìn bố, chờ đợi. Người có bớt run hơn. May ra, đến lúc nào đó, mẹ con bà làm khổ tôi quá. Tôi sẽ chết vì rượu. Chết vì rượu là cái chết rất điệu. Người mà đã say thì có con coi cái đường đời gập ghềnh đá sỏi là cách sàn diễn vũ ba lê mà anh ta là diễn viên múa lượn như bướm bướm bố lại nâng chén lên khẽ khà một cái lộ cảm thấy cái vị cay của rượu trong không khí ông gọi con vào để dạy nó thế đấy bao nhiêu năm mới có một buổi tối bố ngồi dạy con cha trách con hư là phải từ từ nói cái gì cũng phải có bài có bàn có đầu có cuối chứ? Lụa, bố hỏi. Con biết con đang chết vì cái gì không? Không bố à Lụa ấp úng. Con chết vì tình. Chết vì tình là cái chết bất thanh linh. Lụa cười và nhìn mẹ. Mẹ cũng cười, nụ cười như mếu. Bố mẹ biết mọi chuyện rồi. Có nói gì thì nói đi khi còn chưa muộn, bố gầm gừ, lụa im lặng, người chợt nóng rồi chợt lạnh. cô muốn khóc, tiếng côn trùng giả dích, có con cú hay về đậu ngọn cây dừa ven hồ đang kêu khan. cô thấy dâng lên một cơn buồn nôn, cô khóc. con xin bố mẹ tha cho con, đừng bắt con phải nói, con làm, con chịu. lụa vùng chạy ra sân ôm lấy cái cây và nôn thốc tháo. Anh như kẻ mộng du, lúc lơ lửng trên chín tầng mây, lúc như lừ khừ dưới địa ngục. Anh tự biết lúc nào anh trở thành những người khác, lúc nào thì cái chứng bệnh chết tiệt lại quay lại. Những người bạn vừa mười phút trước tít mắt lên đùa cùng anh, Ngoành đi ngoảnh lại đã nằm im phăng phắc, hai mắt hé hé mở, vô hồn người chết vì sốt rét, người vì gián cắm, người vì bom đạn. Anh là một trong số hiếm hoi của đơn vị quay trở về được nơi mình xuất phát. Ai nằm xuống cứ nằm, ai tiến lên cứ tiến. Hình như với anh, cái gì đến cũng muộn. Khi được quay trở lại sống với cuộc sống bình yên, thì mọi ước mơ cũng tan. Xã hội thay đổi từng ngày. Hôm nay vừa quan niệm thế này, thì ngày mai đã thành cũ. Nhiều lúc ra đường. Nhìn đàn bà con gái mà hãi Họ đã tiến xa khỏi cái gọi là công dung ngôn hạnh ngày xưa Tình những áo hờ rốn Váy ngắn khoe đùi Tất đi dưới chân không phải để ấm Mà là để chiếu tức Rằn di nửa đen nửa trắng Lắm lúc anh cảm thấy Giá họ cứ cởi phăng hết ra Trông còn không khó chịu như vậy Nó đỡ gợi dục hơn rất nhiều Anh sợ Anh chỉ thỉnh thoảng liếc trộm họ Không dám nhìn lâu Nhìn kỹ vì sợ khinh Huống hồ là đến gần Lương lính của anh chưa chắc đủ mua đôi giày cho họ đi dưới chân Rồi bỗng nhiên Vô tình anh gặp lụa Tốt bụng và ngờ nghịch một cách khó lý giải Một ông bố vô trách nhiệm với con cái Lúc nào cũng say xỉn Và lấy mình làm tấm gương của đạo đức Một bà mẹ quanh năm Con gà này đè trứng tròn hơn con gà nọ Bà hàng xóm này chê bà hàng xóm kia Chấm hết sánh gặp lụa và hiểu rằng Chơi dành người con gái này cho mình anh đã không giấu lụa một chuyện gì dù hai người chỉ có sáu ngày bên nhau nhưng sự ra đi của anh thì phải giấu anh không thể nói được khi lụa như một cây phong lan mảnh mai tựa vào anh là cây đại thụ lụa đang sống trong những ngày thật hạnh phúc nhưng cũng đầy kinh hãi đứa con trong bụng lớn dần cô càng lấy khăn buộc bụng nhỏ lại thì bụng cô càng nhô cao hơn của anh ấy anh ấy bây giờ ở đâu nhỉ bao lần cô đến nhà người bạn hỏng mắt của anh để tìm nhưng cứ đến cửa cô lại quay đi cô ngại đàn ông cái sự quên nhớ của họ đều có ý thức họ đã không muốn cái gì thì đừng có cố mà giữ đâu phải cứ có ba đầu sáu tay phòng mang trọn mép lên là giữ được anh không đến có nghĩa là anh không muốn Vậy lụa tim để làm gì Bố vẫn thường xuyên say là chính Chửi cô đấy Rồi nhưng lại khóc vì cô ngay đấy Lụa rất sợ nhìn bố Vừa khóc vừa rên gì Mẹ thì giả sọp đi Số tôi sao khốn nạn thế này Người ta bảo tôi có quả bom nổ chậm trong nhà Mau mau mà rước nó đi Tôi không nghe Ai rẻ nó nổ thật bố bảo con nói đi ai là thủ phạm vụ này lụa khóc con xin bố con làm con chịu bố hét mày chịu hay tao chịu mày biết chó gì mà chịu ai thằng nào trong cái xóm này tao vớ được thằng khốn đó tao thể sẽ cấu đầu nó ra cho gà đá bóng đây lụa van về bố đừng nói thế anh ấy tốt lắm bố đã từng là người lính bố đừng nói xấu về họ như thế con và anh ấy yêu nhau anh ấy bảo anh ấy gửi gắm tình yêu nơi con và con là người giữ tình yêu ấy trong lòng bố gầm lên à rằng mày nói với thằng bố mày như thế đấy hả thế ra có độ trăm thằng khốn nạn nó đến và bảo muốn gửi gắm tình yêu nơi mày mày cho chúng nó gửi vào bụng mày thế chắc lụa cúi gằm mặt, bụng cô truyền lục đục bên trong. Tám tháng rồi, đêm đêm, trong tiếng rơi thánh thót của những giọt nước mắt khóc thầm, cô vẫn xoa tay mình lên hài như nhỏ bé đó. Lúc là cái đầu gối, lúc cái gót chân. Con trai hay con gái? Anh bảo, một thời gian ngắn nữa, khi xong việc, chúng mình sẽ lấy nhau. Em sẽ đẻ cho anh thật nhiều con. Con gái, giống em cái mắt và cái miệng giống anh cái tai và cái tóc tóc anh mềm và xoăn tự nhiên rất đẹp rồi anh trầm ngâm nhưng mà con gái tóc xoăn sẽ khổ không chúng mình không thể để cho nó là con gái phải khổ có anh con và em sẽ không khổ vậy mà bây giờ bỗng dưng anh biến đi đâu có lẽ anh không biết rằng cô đã có con với anh con trai hay con gái đều tuyệt vời cả lụa mỉm cười môi cô mặn chát vì nước mắt trước thiên hạ cô là đứa con gái hư hỏng xấu xa không trông mà chứa nhưng với lụa đó là tất cả cuộc đời cô đứa bé là con gái mặt nó giống lụa cái mắt và đôi môi tai và tóc giống anh mọi sự xảy ra đúng như anh nói thường những đứa con thiếu thốn tình cảm lại mang nhiều dấu vết của người cha nó tóc nó mềm từng búp như dâu ngô nó là giọt nước to Trừ cái mắt và làn môi của lụa Thời gian quá là màu nhiệm Nó từng từng nhấm nhách trôi qua tưởng như vô tình Nhưng thực ra Nó gắn bó với người như máu thịt và hơi thở Nó luôn luôn hiện bên mỗi con người Nó nhân đôi niềm vui Và sẻ nhỏ nỗi buồn Với lụa Thời gian là người bạn đồng hành tốt bụng Có những lúc cố tưởng như chết đi về miệng tiếng đời Nhưng rồi mọi thứ cũng qua cả Kể cả bố bố chửi mắng và đau đớn vì lụa như thế nhưng khi nhìn thấy con bé người bố như trùng xuống ông run run vuốt lên mái tóc của nó nó bé bỏng và yếu ớt thế ai nỡ từ bỏ nó chứ con đặt tên nó là khánh ngày khánh được một tháng buổi chiều lụa mặc cho con gái một cái áo màu tím nhạt quấn nó vào cái chăn con đi xích lô đến nhà người lính mắt kém đang vót tâm để sống. Cô không thể chịu đựng được sự xa cách với Sánh nữa rồi. Giả dụ, nếu không có bé Khánh, có lẽ lụa cũng nuốt nỗi đắng cay vào lòng. Bỗng nhiên, cô được làm mẹ, cô phải chia sẻ niềm hạnh phúc đó với anh. Người đàn ông mắt mờ, lần sờ cánh cửa khi lụa đến. Anh ấy cười, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Nhìn anh ấy, lụa nôn nao cả người. Em là lụa à? Vâng, sao anh biết? Lụa ngạc nhiên Anh là bạn của Sánh Em là người mà Sánh yêu Thế anh ấy đâu ạ? À? Lụa nôn nóng Tim cô đập thì thục Anh ấy đang ở xa lắm Người đàn ông rè rặt Em muốn gặp anh ấy Lụa nhìn quanh Ngôi nhà tồi tàn hoang lạnh như vô chủ Hiu hắt Làn gió đưa qua Có mùi mốc Hiện giờ thì chưa được Bao giờ anh ấy về đã Em có việc gấp lắm à Bé Khánh ngọ nguậy trong tay lụa Mắt nó nhắm nghiền Da nó đỏ ao trong chiếc mũi bé xíu Ôm lấy khuôn mặt Lụa ôm chặt con vào lòng Hít hít cái mùi thơm tho của nó Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ Em chờ đợi anh ấy quá lâu rồi Em muốn anh ấy trông thấy đứa con của mình Cái gì? Ai cơ? Bàn tay người đàn ông thả rơi cái chén. Sao? Sánh có con ư? Con với em? Nó đâu rồi? Người đàn ông cố trồm lên, với về phía lùa. Rồi anh cũng chạm tay vào khanh. Toàn thân run rẩy như điện giật. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, rồi lấy tay, nắm chặt tay con bé bàn tay bé như nụ hoa anh thì thầm tuyệt quá trời có mắt trời thương chúng tôi rồi sánh ơi mày hạnh phúc hơn tao mày có con gái con gái ơi con phải có bố bác sẽ đưa hai mẹ con đến gặp bố con người đàn ông chợt nức lên hai tay anh ấy ôm chặt đứa bé hơn lụa khóc cô chẳng hiểu gì cả chỉ biết rằng người đàn ông này với anh sống với nhau như ruột già máu mủ họ đi ra đường người đàn ông mắt kém như bay lên mây lụa gọi xích lô người đàn ông nói với người đạp xích lô câu gì đó chiếc xe lao vù đi suốt dọc đường anh ấy nắm chặt bàn tay bé tí tí của khánh như sợ nó tụt đi đâu mất đi mãi chiếc xích lô lao thẳng vào chiếc cổng sắt to và dừng lại Đến rồi đấy em à Người đàn ông nói Anh ta rút tiền trong túi ra trà tiền xích lô Và phong phong kéo tay lụa đi Chứng tỏ anh ấy rất thuộc đường Sao lại ở đây hả anh Lụa ngơ ngác Cứ đi khắc gặp Rời ơi Thằng sánh Thằng sánh có con Tuyệt vời quá Bé con ơi Mày cũng phải coi bác đây bằng bố nghe chưa con Bố với bác đây Sống chết có nhau không ai lìa sai đâu con ạ à. dù thế nào chỉ phải tội mắt bác nhìn không rõ nhưng còn sáng hơn khối thằng con ạ à. lụa ngơ ngác nhìn một vườn hoa những chiếc ghế đá cây đại và vài cây mít sao sánh lại ở đây nhỉ em và con ngồi xuống đây anh đi tìm sánh đừng đi đâu nhé người đàn ông rúi lụa xuống chiếc ghế đá rồi xăm xăm bước đi. Anh biến nhanh vào một chiếc hành lang, chứng tỏ anh rất thông thạo đường. Lụa hồi hộp chờ đợi, bé Khánh ấm mềm trong tay, nó ngúc ngoắc cái đầu về mỏi cổ. Một lúc, người đàn ông hiện ra, sau anh có vài bóng lố nhố, lụa thất vọng muốn xìu vì không thấy anh. Người đàn ông tiến đến bên lụa nói nhanh, hãy đặt con bé vào tay sánh đó là liều thuốc tiên cứu cuộc đời nó đấy anh bảo gì em cứ làm thế nhé anh đi đâu em không hiểu gì cả lụa ngơ ngác sắp ra rồi mấy người đến gần lụa lụa trố mắt ra nhìn sánh của cô đang đến gần hai chân lệt sệt như không muốn nhấc lên khỏi mặt đường anh nhìn lụa vô hồn hình như anh không nhận ra cô lụa hét lên anh Sánh Anh Sánh ơi Ai gọi tôi thế Sánh hỏi Rồi nhìn lụa Trời ơi Anh quên em rồi sao Anh Sánh Lụa khóc nức lên Người đàn ông run run đứng cạnh cô Quàng tay Ôm lấy vai cô Con gái của mình đây Anh bế con đi Lụa khóc nức lên Trao bé Khánh vào tay anh con gái như anh háo ước đấy anh xem nào nó giống anh cái tai và mái tóc còn giống em đôi mắt và cái miệng lụa khóc nức lên và đưa đứa bé vào tay sánh sánh cúi xuống tiếng một người đứng bên cạnh sánh nói với lụa anh ấy bị thương từ ngày là lính chấn động mạnh làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh ấy vừa rồi chúng tôi phải giữ anh ấy lại để điều trị vì tác hại của những vết thương cũ tái phát nói chung anh ấy phải ở trong bệnh viện có những khoảng thời gian anh ấy không còn nhớ những việc gì xảy ra trong quân ngũ thỉnh thoảng lại có nhắc đến em chỉ nghĩ đến cuộc sống gia đình ổn định một công việc nghiêm trình sẽ làm anh ấy quên đi dư âm của chiến tranh tại sao đến bây giờ em mới thăm anh ấy không em không biết gì hết có ai nói gì với em đâu thế mà Thế mà có lúc tôi tưởng mình là khách qua đường Tôi tưởng tôi là quan trọng để anh nghỉ chân Và đi mãi mãi Anh ngờ Anh luôn luôn khổ thế hả anh Lụa nức nở Anh ấy rất hay nói đến những người bạn đã hy sinh ngày trước Nói chung anh ấy cần cuộc sống yên ổn Và tránh những cú sốc Sánh từ từ ôm Khánh vào lòng khuôn mặt anh ửng dần màu hồng hai đôi mắt thôi không đờ đẫn nữa anh nâng con bé lên cao vùi mặt vào cổ nó con của anh thật không lụa gật đầu cố cắn môi lại ngày hạnh phúc thứ bảy đến với cô vì cô đã tìm thấy anh sau này sẽ là bao nhiêu ngày nữa thật sao anh có con ư lạ nhỉ sánh ngơ ngác sao lại lạ hở anh lụa thoáng hờn rỗi lại là con gái có mái tóc mềm xoăn như tóc anh này mắt giống mắt em này bé thế mà giống anh nhỉ đúng không đúng anh à lụa vẫn khóc trời ơi sao tôi sung sướng thế này sánh gào to lên giơ tay nâng bé khánh lên cao tôi có con có hẳn một đứa con những người xung quanh đứng lùi xa Mắt hoe đỏ Người đàn ông bạn anh Loe xoe bên cạnh sung sướng Về đi Về ngay Anh sẽ bế con cho em thổi cơm À không Anh sẽ làm tất cả Con em chỉ ngồi chơi với con thôi Nhớ anh không Em bé tí Sánh ghé vào tai lụa thềm thì Nhìn anh Không ai bảo anh vừa trải qua những thử thách nặng nề của số phận hơn cả thế nữa lụa thì thầm đường chiều heo hút vắng trong không khí có mùi khói bếp giờ này mọi người đang quây quần bên mâm cơm có ba người biểu díu nhau đi người đàn ông cao cao bế đứa bé trong tay người đàn bà xách túi quần áo tay kia dắt người đàn ông hỏng mắt liên xiên trên đường bóng họ ngà vào nhau ở cuối đường